Xin chào các bạn quay trở lại với video trong chuyên mục Vlog. Thì sau hai cái số đầu tiên ở chuyên mục này mình ra thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình hãy gợi ý những cái quán cocktail bar mà mình hay đi ở Hà Nội đi, và những cái quán đó thì nó sẽ phù hợp với những kiểu hẹn hò như nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn trên cái quan điểm cá nhân của mình những cái mình thích và những cái mình không thích và những quán mình hay ngồi. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn du hành đến những quán rượu nha. Trước khi đi vào cái tên đầu tiên thì mình sẽ đưa ra những cái mục như này để các bạn có thể dễ dàng đánh giá nhé. Đầu tiên đó là vị trí của quán này, cái thứ hai đó là không gian, cái thứ ba đó là về đồ uống giá cả, cái thứ tư đó là cái service, cái nhân viên phục vụ này, cái thứ năm đó là khuyến khích các bạn nên đi theo những cái hình thức như thế nào. Thì chúng ta cùng nhau đến với cái tên đầu tiên, đó chính là Leo ở 16 Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thì cái phố Lò Sũ này nó khá là ngắn, nó nối giữa D Trần Quang Khải và Hồ Hoàn Kiếm. Có thể nói là đây là một trong những cái quán bar nó cũng khá là gần so với hồ, và các bạn dễ dàng có thể tìm được cái phố Lò Sũ này. Leo thì nằm ở trên tầng 2 của một cái ngõ khá là nhỏ. Các bạn đi vào cái ngõ đấy và đi lên cầu thang thì các bạn mới có thể thấy quán. Quán thì với mình thì mình thấy rằng là cái về cái địa vị trí ấy, thì các bạn có thể gửi xe máy ở dưới và có người trông, không mất tiền. Ô tô thì các bạn có thể gửi ở phố Hàng Vôi cũng rất là ổn. Tóm lại là về khoảng là nơi để xe thì mình đánh giá rất là tốt, và vị trí thì các bạn có thể cũng dễ dàng tìm được. Tại vì Leo có một cái ban công rất là đẹp, nên các bạn đi qua để có cái biển nữa thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Cái thứ hai ở đây đó là về không gian, thì Leo nằm ở trên tầng 2 và là một cái nhà kiểu phố ở trong phố cổ ấy. Thì khi các bạn đi vào, các bạn lên tầng 2 thì các bạn rẽ trái thì các bạn nào nó là nhà vệ sinh này, cũng rất là đẹp, sạch sẽ. Và bên phải thì các bạn mở cánh cửa ra thì các bạn thấy một cái không gian rất là kiểu đúng một quán rượu, và mình cảm giác là nó rất là gần gũi. Và cái quán ở đây ấy, thì nó được decor khá là đơn giản, và ở trên tường thì dán những cái quyển sách, kiểu họ mở lập sẵn những quyển sách ra mà họ dán và để những cái khung tranh ở đấy để các bạn có thể chụp ảnh, các bạn dán lên đấy này. Ngoài ra thì đây là nhà kiểu mái ngói này, nên là trần nó rất là rộng, các bạn ngồi rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và ánh sáng thì mình đánh giá là nó hơi tối so với trung bình, nhưng mà rất là tốt để các bạn có thể gọi là uống rượu này, trò chuyện với bạn bè, có một không gian riêng tư mặc dù quán nó không là quá là rộng. Cái quầy bar ở đây thì mình đánh giá là nó không quá là rộng, và đặc biệt so với những cái quán rượu mà mình đã từng đi, và cái tủ rượu thì cũng không nhiều rượu như là những quán rượu khác. Và cái chỗ ngồi của khách thì ngoài ngồi ở quầy bar ra nhá, thì các bạn có thể ngồi ở trong phòng, và cái ghế ở đây hầu như toàn bộ đều là ghế gỗ, và các bạn kiểu ngồi kiểu cao hơn so với những cái ghế bình thường ấy, và là bàn tròn chứ không có sofa. Đây là một cái điểm mình cảm thấy là mình không thể nào ngồi đấy mà để uống say được, tại vì mình thích kiểu khi mà say mình có thể ngả ngốn ở trên những cái sofa. Ngoài ra thì ở đây có một cái điểm rất là ăn tiền, đó chính là có một cái ban công và các bạn có thể ngồi ở đây. Ngoài này có hai cái bàn nhá, và các bạn ngồi ở ban công này mà tầm trời mùa bắt đầu chuyển gió mùa như này mà các bạn ngồi ở đấy, xong rồi các bạn nhâm nhi xong rồi mang thêm cái loa đi này, đây thì ở ban công đúng là kiểu đỉnh luôn. Rất ít quán có cái ban công như này nhá. Về phần đồ uống của Leo thì mình có vài điều muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất đó là quán thì bắt đầu là những bartender ở trong Sài Gòn, và hiện tại thì theo như mình biết là vẫn trước khi dịch nhá, vẫn là hai bạn nữ. Và cái cách pha của những bạn ở trong Sài Gòn thì nó hơi kiểu ba lần nó cân bằng ấy, nên là mình uống nó rất lâu say, vì thế nó rất là tốn tiền. Chứ nếu mà mình đi những cái quán mà mình hay ngồi ở Hà Nội thì các bạn pha khá là nặng tay, nên là với những cái phong cách mà bạn nào thích những cái đồ uống nhẹ thì các bạn có thể đến Leo này, hay là đi những bạn nữ với nhau thì cũng có thể đến Leo. Cái thứ hai ở trong này đó là Leo thì thường xuyên tầm một tháng thay đổi menu một lần, và đến những cái dịp như kiểu Giáng sinh, như kiểu Tết, như kiểu vào hè thì họ cũng đều có menu riêng. Cái thứ ba đó chính là họ có rượu ủ riêng của Leo, mặc dù là vẫn trên những cái công thức của những cái đồ uống kiểu classic thôi, nhưng mà họ ủ thêm rượu và tăng cái nồng độ lên. Giá cả Leo thì so với mặt bằng chung thì là trung bình tầm 200.000 cho một ly, bình thường đến 250, hình như 250 cho một ly special hay sao. Còn ly chung trung bình thì mình thấy tầm từ 180 đến 200, và các bạn có thể có một đồ uống ở đây rồi. Thì mức giá đấy so với những quán cocktail bar ở mặt bằng Hà Nội thì mình thấy là nó ổn định và nó ở mức trung bình. Về phần nhân viên cũng như bartender thì ở đây có anh chủ, ở đây là anh Tùng, anh ấy rất là nhiệt tình. Khi bạn đến thì anh sẽ mở cửa này, rồi anh chính anh là người trực tiếp, anh là chủ quán luôn mà anh là người trực tiếp order, tư vấn em nên uống gì
và các bạn nhân viên ở đây thì cũng, nếu như các bạn ngồi ở quầy bar thì các bạn có thể dễ dàng trò chuyện với các bạn ý. Nhưng mà mình thấy là những bạn ở Sài Gòn, những bạn bartender ở Sài Gòn ấy, thì họ có một cái sự gần gũi cũng như một sự hòa đồng hơn hẳn so với những cái bạn bartender ở Hà Nội. Nên là cái này mình kiểu cảm giác người Sài Gòn lúc nào cũng rất là thân thiện ấy. Thì nếu như bạn nào thích cái vibe kiểu như vậy, các bạn có thể đến đây. Vậy thì chúng ta đến đây nên đi với ai? Thì mình nghĩ là những buổi hẹn đầu giống mình, các bạn có thể đến đây là ngồi tại vì đồ uống ở đây thì dành cho các bạn nữ cũng kiểu rất là vừa phải, nó không bị quá là nặng ấy. Đấy, đấy là cái điểm rất là quan trọng các chị em phụ nữ trong buổi đầu này. Và cái không gian nó không bị tối quá để tránh bị hiểu lầm này. Cái thứ ba ở trong này đó là các bạn có những thể ngồi quầy bar, các bạn vừa nói chuyện với bartender để tránh việc là không có gì thì nói với các cô ý. Hoặc là các bạn có thể ngồi những cái bàn riêng, nó vẫn rất là riêng tư. Có một cái điều đó là các bạn nếu như bạn hút thuốc thì bắt buộc phải ra ngoài, thì các bạn không hút ở trong quán. Còn nếu như các bạn đi với bạn bè thì các bạn có thể ngồi bàn to ở trong góc này, hoặc là các bạn có thể như mình là ngồi chill nghe nhạc hút thuốc thì các bạn có thể ra ngoài ban công. Nó cũng rất là chill và đặc biệt là vào những cái ngày trời mùa đông như này. Còn nếu như là mùa hè thôi, tốt nhất là nghỉ. Mùa hè thì mình không như còn ngồi ngoài tại vì quá là nóng. Chúng ta cùng nhau đến một cái tên số 2 đó là Nê ở số 3 Đồng Duy Tân. Đây có thể gọi là quán cũ của mình. Mình ngồi từ năm 2018. Hình như là sau tầm mấy tháng sau khi Nê mở là mình đã bắt đầu ngồi đấy rồi. Về cái phần vị trí địa lý nhá, thì nằm ở trong cái phố ăn chơi đêm ở đây. Ở đây thì các bạn có thể có hàng ăn, hàng lẩu, hàng đủ các kiểu hải sản trong ngày bán này. Và họ mở rất là muộn, đến 3-4 giờ sáng các bạn vẫn có thể ăn. Đấy là trước khi dịch xảy ra nhá. Có cà phê này, nổi tiếng là cà phê sofa này. Và có những cái quán kiểu dập dình như là Black Sheep này. Nhưng mà mình vẫn thích ngồi số 3 Nê Đồng Duy Tân. Mà ở đây về cái phần vị trí địa lý thì nó có một cái điểm đó là các bạn phải gửi xe ở ngoài. Mặc dù các bạn đi xe máy thì các bạn vẫn gửi mất tiền ở ngoài, gửi trước cửa quán. Nếu như còn chỗ thì mất 15.000 hay 20.000 gì đó. Còn nếu như mà các bạn gửi ở phố kiểu Lý Nam Đế thì nó cũng rơi vào tầm tiền đấy. Đi ô tô thì các bạn có mất nhiều tiền hơn. Thì đây là một cái điểm trừ ở Nê. Nhưng mà tại vì đánh đổi lại một cái vị trí ở trong một con phố khá là tấp nập ăn uống, thì sau khi ăn uống xong các bạn có thể vào đây ngồi này. Về cái không gian ở đây thì mình thấy rằng là không gian của Nê, tại vì thì cái vị trí nó rất là gọi là đắc địa ở trong cái phố ăn chơi đêm, thì Nê khá là bé và là kiểu hình ống. Bước chân vào quán một phát thì các bạn có thể thấy luôn một cái quầy bar to đùng ở bên tay phải, và nó có một cái lối đi rất là nhỏ ở giữa. Nhưng mà về không gian này thì mình có cảm giác khi mà vào đây mình có cảm giác có một cái sự ấm áp, một cái sự gần gũi, nhưng mà nó vẫn giữ được cái phong cách kiểu cổ điển ở những cái quán kiểu rượu ở nước ngoài ấy. Đấy, đấy là cái lý do mà mình rất yêu thích Nê Đồng Duy Tân chứ không phải là Nê Bon Ke. Đặc biệt là ở Nê Đồng Duy Tân ấy, nó có một cái yếu tố mà mình cực kỳ thích, đó là nếu như các bạn ngồi ở quầy bar thì các bạn không được hút thuốc, tại vì nó sẽ tránh ảnh hưởng đến việc pha chế, ảnh hưởng đến mùi vị của đồ uống này. Nhưng mà các bạn ngồi ở những cái bàn ngoài quầy thì các bạn có thể hút thuốc một cách thoải mái và các bạn không lo về vấn đề là khói thuốc nó sẽ gây khó chịu. Mình rất thích cái khâu khử mùi ở Nê số 3 Đồng Duy Tân, tại vì Nê ở Nê Đồng ấy các bạn không bao giờ bị khó chịu, nó hàng khử mùi cực kỳ tốt. Mặc dù mình thấy rất nhiều người hút thuốc đến hút vết nhá, nhưng mà không bao giờ mình ngửi thấy mùi, mà là kiểu chỉ thoáng qua một cái là nó hết luôn. Nó không như một vài quán mình đi kiểu gallery ấy. Vào đấy như kiểu đi spa vậy. Vào đấy như kiểu đi spa vậy. Quá chuẩn luôn. Ở đây chỗ ngồi ngoài quầy bar và những cái ghế đôi ra sát tường ra thì các bạn có thể có, ít nhất là mình nhớ không nhầm là có 2 cái sofa vô cùng to. Các bạn có thể ngồi dưỡn dẻo đấy nếu như các bạn đi đông hay là các bạn chơi cái game uống rượu với nhau, thì các bạn có thể ngồi đấy. Đây là cái mà mình rất rất thích. Đặc biệt là những quán rượu kiểu hơi kiểu châu Âu như này thì phải có những cái ghế sofa như vậy để các bạn có thể ngồi ngả ngốn, hay là kiểu ngồi với người yêu 3-4 đứa với nhau, 3-4 đôi ngồi uống rượu rồi ngả ngốn đấy thì đỉnh luôn. Về phần đồ uống thì mình hay trêu các bạn mình là nếu như hết tiền ấy thì vẫn muốn đi uống rượu hãy lên Nê Tống, tại vì đồ uống đấy rẻ kinh khủng. Nó chỉ rơi vào tầm 150.000 cho đến 170.000 cho một ly cocktail classic, hay là kể cả những cái ly trong menu. Và đồ uống ở Nê thì nó có một món rất nổi tiếng đó là món phở. Nếu như bạn nào chưa thử qua món phở thì hãy đến Nê Đồng Duy Tân thử cái mùi phở như nào, thì cái đồ ở Nê phở nó như thế luôn. Ngoài ra thì có cốm này, có ô mai này, được rất nhiều chị em thích, các bạn nên thử nhá.
đặc biệt là phở. Phở đó là signature của Lê luôn. Ly special ở đây thì cũng chỉ có 200.000 thôi, bằng một ly bình thường ở những quán khác. Về cái phần tủ rượu đây thì phải nói là ở Lê có rất nhiều rượu. Mình đã đi khá nhiều quán và cũng có yêu cầu vài những cái muốn uống những cái ly cocktail có những cái bay rượu của nó khác nhau ấy. Hay như kiểu absinthe chẳng hạn, đi có vài quán thì chỉ có loanh quanh 2-3 loại, nhưng mà đến Lê thì có rất nhiều loại. Nên là ở đây thì các bạn có thể thử rất là nhiều loại khác nhau. Ngoài về cái phần phục vụ của nhân viên đây thì mình phải nói là đây cũng là cái lý do mình luôn luôn hướng tới Lê. Mỗi khi nào mà mình gọi là không biết đi đâu hay là tìm một nơi quen thuộc để uống rượu thì phục vụ ở nhân viên các bạn ở đây các bạn rất là nhiệt tình. Về cái phần bartender nhá, thì các bạn có thể nói chuyện. Lần đầu thì có thể là 1-2 lần đầu thì người ta chưa biết, hoặc là hôm nào đông quá thì có thể người ta không tương tác các bạn. Nhưng mà chỉ cần các bạn ngồi ở quầy bar thôi, thì chỉ cần ngồi 1-2 lần hoặc là ngồi hơi muộn một xíu thì các bạn bartender đấy sẽ bắt chuyện với các bạn này. Các bạn rất là gọi là nhiệt tình và các bạn ấy gọi là rất là cởi mở. Ngoài ra thì chỉ cần các bạn cầm một cái đồ, cầm một cái giấy ăn các bạn để trên bàn thôi thì các bạn quay lại người ta dọn ngay rồi. Các bạn tránh được là các bạn để đồ quá lâu, hay là các bạn ấy cũng sẽ để ý là các bạn thay cho bạn ấy những cái đế để cốc, tại vì nếu như ướt quá hay không tốt thì mình đánh hàng về cái khâu service ở đây đỉnh luôn. So với Leo thì mình có cảm giác là vẫn trên một bậc. Đặc biệt là ngồi lâu thì loanh quanh các bạn được mời rượu, có những ngày mình được đến đây mình uống kiểu 6-7 ly liền, mà khi tính tiền thì tính mỗi ly thôi, kiểu say vãi trưởng, mời hết người này người nọ luôn. Và mục thứ tư đó là đến đây với ai, thì mình thường hay đến đây với bạn của mình, với những người bạn, với những người anh em, kiểu ngồi tâm sự chém gió với nhau này, hay đơn giản là mình đi một mình. Mình ngồi mình rất thích ngồi Lê ở Tống, tại vì mình thấy rằng là ngồi đây mình được nói chuyện, là mình được thoải mái và có cảm giác như kiểu ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Còn nếu như các bạn đi hẹn hò, mình nghĩ ở đây nó hơi chật một xíu, và có cảm giác kiểu nó gọi là nó không được vui, nó không được thoải mái cho lắm ấy. Quán cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Track 42 ở 42 L Yên Phụ. Nó sát với Hero, nếu như bạn nào ở Hà Nội chắc hẳn biết cái bar Hero rồi. Thì Track 42 cũng là gọi là chung cơ sở với Hero, nhưng mà đây cũng là một quán mà mình đánh giá cũng khá là cao về phần không gian, cũng như là một cái nơi để các bạn chill. Gửi xe ở đây là ô tô xe máy cân hết, bao nhiêu xe cũng cân, vì quán ở đây vô cùng rộng. Và cái không gian quán ấy, thì khi các bạn bước vào các bạn thấy một cái không gian cực kỳ rộng luôn. Ở đây nó như kiểu là nó là ba sàn ấy, nhưng mà nó lại bán những cái đồ uống kiểu cocktail, chứ nó không kiểu như Hero là mình thấy kiểu nó kiểu Vina Hay, kiểu quẩy yeah kiểu như thế. Ở đây thì còn ở đây thì cảm giác nó trầm hơn Hero một tí, nhưng mà nó cũng hướng tới một cái gọi là cái trend hiện tại, đó là các bạn trẻ bây giờ cũng đi những cái kiểu cocktail bar nhiều hơn, đó là đi những cái quẩy như thế. Nhưng mà ở đây thì nếu như bạn nào mà thích một cái không gian rộng đẹp sang chảnh, chụp ảnh màu ở đây thì đỉnh cực, các bạn lên hình đẹp kinh khủng luôn, đặc biệt là có DJ nhá. Về phần đồ uống ở đây thì với mình đồ uống ở đây nó so mặt bằng giá nhá thì nó cũng ngang ngang với thị trường, nhưng mà về phần chất lượng của đồ uống thì tại vì mới mở nên là cái menu nó vẫn được hoàn thiện, tại vì mình có quen với anh Dân là quản lý ở đây, thì anh cũng rất là muốn mọi người góp ý thêm về quán của anh cũng như là về phần đồ uống xem là có cần điều chỉnh gì không, tại vì những cái bát bartender ở đây thì cũng đều là những nhặt nhạnh ở những cái quán khác về, người ta tuyển ở những cái quán khác là cái phần menu nó vẫn chưa được hoàn chỉnh hẳn, tại vì một thời gian mới mở không phải đóng cửa vì dịch ấy, nên là cái phần đồ uống thì mình đánh giá là nó so với mặt bằng chung ở những quán nó thuần về cocktail bar thì đồ uống ở Check 42 nó thấp hơn một bậc. Về phần nhân viên, mặc dù quán rất rộng, có cả bàn DJ này, có cả gọi là dancer nhảy ở đấy, và có một cái tầng ở trên kiểu một cái tầng nhỏ ở trên tầng 2 để cho các bạn ngồi, như các bạn muốn ngồi riêng nhá. Ở đây toàn bộ ghế thì là ghế sắt, kể cả có những cái bàn và những cái ghế sofa có bạn làm về phần chỗ ngồi đây, thì mình đánh giá là có rất nhiều góc độ, rất là nhiều chỗ để các bạn ngồi một cách rất là thoải mái. Về phần nhân viên thì các bạn không phải lo là quán, mặc dù quán rất rộng, rất đông, nhưng mà nhân viên ở đây thì cũng rất là đông. Tóm lại là nếu như hôm nào mà lên vào đầu tuần thì nhân viên còn đông hơn khách, thì các bạn đảm bảo là vẫn được take care, kể cả các bạn chỉ cần giơ tay một phát thôi thì vẫn sẽ có nhân viên đến. Thì về phần đánh giá nhân viên ở đây mình nghĩ rằng là cũng quán cũng mới, nên là họ cũng rất là chăm chút về cái mảng là
đào tạo nhân viên để take care khách cho ổn định. Quán này vẫn là một quán mới nên là khách rất là đông và cái phần đồ uống chưa được hoàn thiện, nhưng mà vẫn là một cái nơi mà các bạn có thể gọi là đi tầng 2 nhạc ở đây thì nghe rất là phê đỉnh luôn. Có bạn là đi tầng 1 mà hơi phê pha một tí xong rồi vào đây mà gọi thêm chai vang hay là kiểu uống thêm vài ly nữa thì xong rồi nghe nhạc quẩy đây. Mình và người yêu mình thì chuyên môn chọn chắc quận 2 là nơi để gọi là kết thúc kiểu xuống nhạc ấy, thì lên đây là một thời gian cái tầm ngồi tầm một tiếng thôi phê lòi luôn. Nên là với chắc quận 2 thì mình nghĩ là các bạn nên đi tầng 2 ở đây. Sau khi một cái tầng 1 ăn uống nó cũng hơi ngây ngây rồi thì các bạn phải lên đây làm tầng 2 này. Hoặc là các bạn muốn một nơi nó nhạc nó sập sình, nó kiểu chi nó kiểu Vina hay hơi, nó cũng không phải là hay hẳn. Nhạc ở đây nó vẫn hơi khác so với Hero mình sang kiểu mình một lúc mình đau đầu, nhưng mà sang Vina sang Check 42 nó cảm giác nó vẫn rất là kiểu sôi nổi, rất là náo nhiệt, nhưng mà nó không bị quá là gọi là trẻ trung, kiểu hơi kiểu trẻ trâu như ở bên kia. À, mình xin lỗi nếu như bạn nào vẫn thích cái khúc nhạc kiểu Vina hay, tại vì tầm tuổi mình thì mình không thích cái kiểu nhạc như vậy nữa. Thì Check 42 là một nơi để các bạn vui hết tuần ở bên đấy. Và đó là những cái quán rượu mình rất là thích trong cái thời gian mà mình được đi trải nghiệm những quán rượu ở Hà Nội. Tất nhiên là thì còn rất nhiều quán nữa nó cũng vai về hơn một tí, hoặc là có những cái quán mà cũng rất là nổi tiếng. Nhưng tại vì mình bị nhiều khi có những quán được mọi người đánh giá rất là cao, mình đến thì mình bị kiểu một vài cái hơi fail một tí, là mình bị ác cảm ấy. Thì nếu như các bạn thích mảng này thì mình sẽ làm review thêm, hay là mình sẽ quay trực tiếp ở những quán đấy các bạn. Và đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được cái video mới nhất của mình nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trên những quán rượu.